Tìm chồng mất tích. Chuyện kể về bờ biển Châu quanh năm luôn dậy sóng, nơi gắn liền với câu chuyện tình bi tráng. Bờ biển này từng rất hiền hòa, và bên bờ biển có một vương quốc được cai trị bởi vị vua độc đoán. Tâu đức vua, thần xin được thỉnh an người. Thỉnh an ta thôi ư? Vậy thì ngươi lui được rồi. Dạ, thật ra thần muốn được gặp mặt công chúa. Ta không chấp nhận ngươi được điểm gì hết. Buổi kén rể hôm nay kết thúc ở đây. Xin bệ hạ cho hoàng tử được trình bày thêm. Chàng đã đi một chặng đường xa xôi. Ở đây lại đến ngươi lên tiếng sao? Ta khinh một thằng rể sợ ta. Nhưng nếu người ta không sợ thì cha sẽ nổi trận lôi đình và họ sẽ bị chém đầu ngay. Sao còn dám trả lời ta như thế hả? Con chỉ nói sự thật thôi. Tốt nhất xin cha hãy để cho con ở vậy suốt đời luôn đi. To gan, ta nghiêm khắc như vậy không phải vì hạnh phúc của ngươi sao? Lính đâu, mau giam nó vào điện. Từ đó công chúa bị giam bức, không gian duy nhất nàng có được sự tự do là vườn ngự uyển trước tư thất. Nàng thường khẩy nguyệt cầm nhìn về đỉnh núi xa. Đỉnh núi đó người ta gọi là đỉnh Vân Sơn, nơi có người thủ lĩnh duy nhất không sợ đức vua hùng mạnh. Quân của đức vua đã nhiều lần tiến đánh Vân Sơn nhưng đều thất bại. Dĩ nhiên, đức vua coi chàng như kẻ thù, chưa bao giờ bỏ ý định thu phục Vân Sơn. Hỡi người ở Vân Sơn, chàng có nghe tiếng nguyệt cầm thánh thót nơi đây, chàng hãy tới đem người con gái tội nghiệp này đi đi. Mọi hôm chỉ nghe tiếng đàn cô, hôm nay lại nghe được cả giọng cô. Một chú chim câu có thể nói được hay sao? Đàn cô nói tâm sự từ đáy lòng cô sao? Chim câu đã nghe rõ rồi đó. Đấy quả là những lời từ đáy lòng của ta. Tôi sẽ đi cho anh ta biết. Ê, đừng, đừng có nói với anh ta. Có chuyện gì mà ngươi mừng quýnh lên thế, chim câu của ta? Lên ngựa mau và đi tìm công chúa, nàng đang đêm ngày chờ anh đó. Ngươi nói công chúa nào vậy? Nàng công chúa của vương quốc bên bờ biển Châu. Người con gái chưa hề gặp ta mà lại ngày đêm mong đợi ta ư? Tiếng nguyệt cầm của nàng gãy gọi anh như thể cầu cứu vậy. Vương quốc ở bên bờ biển Châu thì ta biết, ông vua độc đoán ấy ta cũng biết, ta sẽ đến đó một chuyến. Lẽ nào là chàng ấy? Ngay giây phút bạch xuống ngựa, anh cảm thấy tim mình thắt lại vì xúc động trước nàng công chúa. Ta là người ở Vân Sơn mà nàng tìm đây, nàng bằng lòng lấy ta làm chồng chứ? Ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây. Xin chàng hãy đưa em đi. Đức vua phái các do thám tài giỏi nhất tìm công chúa. Cho tới khi hay tin dân chúng ở chân núi Vân Sơn nghe tiếng hát của một người con gái vọng xuống. Tâu bệ hạ, núi Vân Sơn vốn không có nữ nhi, chắc chắn là bạch thủ lĩnh đã bắt cóc công chúa. Toàn bộ cố vấn triều đình được huy động nghĩ cách đối phó tiêu diệt bạch thủ lĩnh. Tâu bệ hạ, đối phó với bạch phải dùng mưu. Ngươi còn không mau nói đi. Kế hoạch của viên cố vấn được chuẩn y, các sứ giả được phái tới Vân Sơn. Thưa ngài, đức vua của chúng tôi mời ngài tới hoàng cung thăm người. Lẽ nào ông ta không tức giận sao? Người vui mừng khi có được một phò mã như bạch thủ lĩnh. Chuyện này e là không được. Đức vua buồn phiền lắm, hoàng hậu thì đã đau buồn mà sinh bệnh. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ đưa nàng về thăm cha mẹ nàng. Kế hoạch của đức vua được mãn nguyện, bạch không mảy may nghi ngờ một âm mưu thâm độc được bày sẵn. Khi công chúa còn mãi nhớ thương mẹ, bạch đục chút rượu có tẩm thuốc nhanh chóng liệm đi. Em nó xuống biển đi. Khi công chúa biết được âm mưu thì các pháp sư đã ném bạch xuống biển Châu, đọc một câu thần chú để bạch không bao giờ thoát ra được. Xin trời xanh hãy cứu lấy chàng. Công chúa, chỉ có chó mới cứu được bạch thôi. Từ đây đi về phía đông, trên đỉnh núi có vị thần chó. Ông đựng tất cả chó trên thế gian này trong 7 chiếc chai. Hãy thuyết phục ông ta cho nàng mượn. Nhưng mà gió sao cứu được bạch dưới biển sâu được chứ? Nàng hãy hình dung khi tất cả gió trên mặt đất thổi cùng một nơi, cùng một lượt. Gom hết sức lực, công chúa đã lên được đỉnh núi phía đông. Thần gió cứ như đã đứng chờ sẵn nghe nàng bày tỏ nỗi lòng.
Ta chưa từng cho loài người mượn gió bao giờ, nhưng ta sẽ cho con ngoại lệ. Nhớ phải mở tất cả các chai cùng một lúc, và khi mở phải hướng miệng chai xa mặt. Con xin đa tạ thần gió. Nàng công chúa yếu đuối, đi suốt ngày đêm, không còn chút sức lực. Mình sẽ chỉ nghỉ giây lát thôi. Ba tên dò thám của đức vua tới tảng đá mà công chúa nằm nghỉ. Họ xem xét cái bọc của công chúa và phát hiện những chai. Ba tên lính đặt chai hướng thẳng mặt và lập tức bị gió dữ cuốn đi. Trời ơi, ba chai gió đã bị mở ra rồi. Gió từ bốn chai đựng còn lại chỉ đủ sức làm biển gầm thét mà không thể đánh bay nước. Công chúa không còn cách giải thoát cho chồng nữa. Nàng hòa vào sóng, đến bên chàng. Từ đó, bờ biển Châu luôn lộng gió ghi dấu chuyện tình bi tráng. Và nếu chân trời nơi đâu xuất hiện một đám mây trắng, người ta sẽ nói đó là mây trắng đang đi tìm chồng. Chắc chắn trời sẽ nổi gió. Món bánh khoai của mẹ. Mẹ ơi, em Lam vừa gọi điện bảo đang trên đường về thăm nhà đó mẹ ạ. À, thật hả con? Nó về tới đâu rồi? Em bảo một tiếng nữa mới về tới nhà cơ. Lâu lắm rồi em nó mới về nhà. Cũng phải đến 3 năm nay rồi còn gì. Thôi, con ra thái rau cho mẹ. Mẹ đi làm vài món cái Lam nó thích. Ôi, nhìn mẹ kìa. Con gái về có khác nha. Mẹ làm vài món thôi, không phải làm nhiều quá đâu. Em cũng không ăn hết được. Ừ, mẹ biết rồi. Chà, thơm quá. À mẹ, bánh chín rồi. Ừ, vậy dành cái này cho con. Chị gói cho tôi 2 cái nhé. Bánh khoai nhà chị nhìn ngon quá. Ngon quá, bánh mẹ làm là nhất. Con ăn suốt ngày vẫn không chán mẹ ạ. Mẹ ơi, ngày nào mẹ cũng làm bánh cho con nhé. Ừ. Mẹ ơi, chị ơi, con về rồi ạ. Con chào mẹ. Em chào chị. Làm về rồi đấy hả con? Để mẹ xem nào. Sao không béo lên được tí nào thế này? Mẹ, bây giờ gầy đang là mốt đấy chứ béo xấu lắm. Mẹ chỉ thích con gái mẹ mập mạp khỏe mạnh thôi. Mẹ nhớ quá. Sao đi lâu vậy mới về hả con? Con cũng rất nhớ nhà, nhớ mẹ lắm. Nhưng cơ hội học tập ở một khách sạn lớn trên thế giới như thế, mấy ai có được chứ? Mẹ, lần này con về sẽ được ở gần mẹ hơn. Con đã được vào làm đầu bếp ở khách sạn 5 sao rồi đấy ạ. Thế là mẹ vui lắm rồi. Chúc mừng em, cuối cùng em đã thực hiện được ước mơ của mình. Thôi, vào nhà rửa ráy đi con. Mẹ có làm mấy món ngon con rất thích rồi. Bánh khoai, lâu lắm mình mới nhìn thấy món này. Ủa Lam, món bánh em thích đó, em không muốn ăn sao? Bánh này cứng quá, thiếu độ giòn thơm và ngấm nhiều dầu. Bánh mẹ rán cho em đấy, chị thấy ngày xưa em vẫn thích ăn bánh khoai mẹ rán mà. Chẳng biết sao ngày xưa em lại thích nhỉ, đúng là bánh này chỉ bán được ở chợ quê thôi. Sao em lại nói thế chứ? Em chỉ nói theo những gì mà một đầu bếp như em cảm nhận thôi. Nếu là một đầu bếp thật thụ, bánh này cần thêm một chút nhiệt, một chút đường, rắc thêm ít phần và... Làm, mẹ không làm nó cho một đầu bếp. Mẹ đã làm nó với tất cả tình yêu cho con gái mẹ. Đứa con gái mẹ nhớ mong suốt 3 năm qua. Chị, em thử nhớ lại xem, vì sao em ước mơ trở thành một đầu bếp? Bởi vì... em muốn trở thành một người làm những món ăn ngon cho mọi người, giống như mẹ. Nào, hai chị em bày biện xong chưa? Mà con không ăn bánh khoai à? Dạ, con... Bánh để lâu quá nên con định đem rán lại để làm ăn cho ngon mẹ ạ. À? Ừ, nguội hết cả rồi, tại mẹ rán sớm quá mà. Mẹ, tay mẹ làm sao thế này? Sao lại run rẩy thế kia? Mẹ già rồi nên thành ra vậy đấy mà. Có sao đâu con. Đó là bởi mẹ rán bánh bao năm, những vết bỏng chồng chất lên nhau thành ra loang lổ như vậy đấy.
giờ tay mẹ run không đi bán bánh khoai được nữa, nhưng vẫn cố gắng làm cho em. Vậy mà mình lại... Kìa con gái, tay mẹ không sao thật mà. Lâu lắm con mới về nên mẹ cứ cuốn cả lên để mẹ làm lại cho con ăn. Mẹ, từ trước tới giờ con luôn ăn bánh mẹ làm nên mới có ước mơ trở thành đầu bếp. Từ giờ mẹ để con làm bánh cho mẹ ăn nha. Ừ, nhất định mẹ sẽ ăn bánh của con gái đầu bếp. Kho trữ nước của xương rồng. Ôi, mát quá xương rồng ơi. Ừ, phải cả tuần rồi mới có một cơn mưa. Ngon quá, mình phải uống thật nhiều cho đã mới được. Cậu uống no rồi, tranh thủ gom nước lại nhé. Hôm sau còn có cái mà uống. Tớ biết rồi mà. Vào đây đi cỏ ấu. Cậu bị cảm bây giờ. Tớ ngủ một giấc đây, tỉnh dậy mình đi trừ cát nhé. Một ngày nọ. Ôi, cỏ ấu xinh đẹp thế kia mà lại có người bạn xấu xí quá. Ai nói đó? Cậu mà ở với xương rồng thì thật uổng quá. Trước giờ chúng tớ ở với nhau rất vui vẻ, có sao đâu mà cậu nói vậy. Người ta xì xào bàn tán đầy ngoài kia, tớ thấy tội nghiệp cậu quá à. Người ta nói gì tớ vậy? Tớ nói nhỏ cho mình cậu biết thôi nghe, cậu đừng có buồn. Người ta nói cậu suốt ngày phải vất vả tìm thức ăn cho vào bụng xương rồng để phục vụ cậu ta thôi. Như tớ nè, một mình nhàn hạ, không phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì, chỉ việc nằm ngủ. Có con côn trùng nào đi qua là tóm ngay, thấy là no nê. Ôi dào, có nước thì cứ việc uống, trên trời ban xuống chứ có phải mua đâu mà cũng không dám. Cậu hôm nay nói lạ lùng nha, có mưa mãi được đâu. Thôi, nhanh tay nào, không là nước thấm xuống cát hết bây giờ. Tôi không nhặt nước cho cậu nữa. Mình không còn nhiều cành lá như cậu, nên không lấy được nhiều nước. Chúng mình phải cùng nhau gom thật nhiều để dự trữ chứ. Cho cậu thì có. Tôi nghĩ, từ nay chúng ta sống riêng lẻ ra đi. Ờ, cậu sao vậy? Tớ chán cuộc sống này lắm rồi. Tớ cảm thấy ngại khi bị mọi người nhòm ngó. Tớ có làm gì đâu mà mọi người phải phán xét chứ. Cậu xấu xí. Đã vậy tớ vừa phải kiếm thức ăn cho mình, lại phải kiếm cho cậu nữa. Tay chân ngắn ngủn thế kia kiếm được bao nhiêu? Trước giờ cậu luôn nghĩ về mình vậy sao? Cuối cùng cậu ta cũng chịu biến đi rồi. Giờ đây mình chẳng còn phải xấu hổ với ai nữa. Ôi, đói bụng quá. Không cần phải chia phần cậu ta, mình ăn luôn cho đã. Ôi bạn tôi, sao hôm nay cậu vui thế? À, Kỳ Nhông hả? Tớ báo cho cậu tin vui nè. Xương rồng bỏ đi rồi. À, cậu ta đi là đúng thôi. Cậu đúng là thông minh. Cho tớ chút nước nhé. Đi dạo từ sáng nên tớ quên mang theo rồi. Cho cậu hết đó. Cảm ơn vì đã chỉ cho tớ biết. Không có gì. Cậu tài giỏi như vậy, mình chỉ mách nước cậu một chút là đã tự hiểu được rồi. Ôi, nóng quá. Đợi tớ với. Thôi, cậu đi tìm chỗ nào đứng tạm đi. Nhà tớ chật lắm rồi. Ở đây không có chỗ nào cho mày đâu. Đi đi, chật lắm rồi còn vào đây làm gì nữa. Còn một chỗ kìa cô bọ cạp ơi, cho cháu vào với, cháu bỏng hết da rồi. Mày nghĩ mày là ai? Không bỏ công sức ra thì ở ngoài nhá. Tụi tao cũng phải bắt sâu bọ bảo vệ cho cây tươi tốt mới có bóng mát, chứ có phải ở không đâu. Ảo tưởng quá chú em ơi. Đúng rồi, chúng tôi chịu nắng nóng, bỏng da bỏng thịt che các cậu thì các cậu cũng phải giúp lại việc khác chứ, công bằng mà. Không ai thương mình cả, nếu có xương rồng ở đây thì tốt quá. Cậu ở đâu rồi, xương rồng ơi? Những lúc lấy thân ra che chở cho tớ, cậu đã chịu những cơn đau như thế này phải không? Vậy mà tớ lại vô tâm, lại còn làm tổn thương cậu nữa. Xin lỗi cậu. Đói quá, chưa bao giờ mình thấy mệt như vậy. Ở với xương rồng, bao giờ cũng có nước dự trữ.
Hóa ra số nước hai đứa cùng đi kiếm là... Cỏ ấu, cậu có sao không? Xin lỗi vì đã bỏ cậu đi. Tớ về rồi đây, nước đây, nước đây. Sương Rồng, cảm ơn cậu. Lỗi tại tớ. Tớ đã không tin tưởng cậu. Tớ Cậu hiểu vậy là được rồi. Từ giờ chúng ta lại là bạn tốt nhé. Những lời đường mật. Chào anh gà trống, tiếng gái của anh thật là hay. Chào chú, chú nhận xét rất tinh tường đấy. Tiếng gái của tôi là hay nhất họ nhà gà. Không ai có thể cất tiếng vang mà lại giòn giả như tôi cả. Đúng đúng, anh lại rất chăm chỉ nữa chứ. Dậy sớm hơn cả mặt trời, ngày nào anh cũng cất tiếng gọi mọi người thức giấc. Anh thật là tuyệt. Tất nhiên rồi, ngay cả tôi cũng thấy tôi thật là tuyệt vời. Mặt trời ngày nào cũng phải nghe tôi cất tiếng gọi thì mới tỉnh giấc và nhô lên, thật tầm thường. Không, không phải thế đâu, anh nói ngược rồi. Mặt trời luôn mọc rất đúng giờ, là anh cất tiếng để chào đón mặt trời lên mới đúng chứ. Không, là tôi đánh thức hắn để hắn nhô lên đấy. Sự luân phiên liên tục giữa ngày và đêm một cách nhàm chán đó là nhờ có tôi. Không, không phải đâu. Sự luân phiên giữa ngày và đêm đó là một điều kỳ diệu của tự nhiên chứ. Hứ, chú thật là thiếu hiểu biết. Mà kệ chú, tôi không thèm nói chuyện với chú nữa. Bạn gà trống, nhìn bạn thật là bảnh bao. Ngươi muốn ăn thịt ta chứ gì? Vậy thì cố mà trèo lên cái cây này đi đã, nhé. Bạn làm gì mà hung dữ quá vậy? Bạn biết rõ là tôi kém cỏi, không thể trèo cây được mà. Vả lại, tôi cũng không ăn thịt ai nữa đâu. Đừng có vờ vịt nữa. Quanh đây còn ai không biết ngươi dẻo mồm dẻo mép, chuyên đánh lừa con mồi để ăn thịt. Bạn hiểu lầm rồi. Tớ chỉ đánh lừa con thú ăn thịt hung dữ để thoát thân thôi. Tớ đã chuyển hẳn sang ăn cỏ từ lâu rồi mà. Vậy cậu đến đây làm gì? Chả là từ lâu rồi, tớ rất là ngưỡng mộ cậu. Tiếng gái của cậu vang đến tận bầu trời, đánh thức cả vạn vật trên thế gian. Đến bầu trời kia cũng phải ảm đạm, thất sắc trước tiếng gái của cậu. Tất nhiên tiếng gái của tớ rất tuyệt vời. Nhưng cậu nhầm rồi, bầu trời nhàm chán kia sao có thể đem so sánh với tiếng gái của tôi được? Ồ, bầu trời là cái gì đối với tôi cơ chứ? Một khoảng không gian bé tẹo với những đám mây tù mù và xấu xí, những ngôi sao chen chúc nhau đến nghẹt thở. Nhưng mặt trời chiếu sáng cho cả muôn loài. Hơ, tên lười nhác đó hả? Ngày ngày đều ló mặt ra được một lúc, rồi chưa đến tối hắn đã lặn mất tâm rồi. Mà không có tôi cất tiếng đánh thức hả? Thử hỏi hắn có biết giờ giấc mà nhô lên không? Đúng thế thật. Thế mà lâu nay tôi không biết cậu lại thú vị như thế đấy. Một ngày nào đó tôi sẽ bay qua cái bầu trời này, mổ cho tên mặt trời lười biếng kia một trận cho hắn biết mặt. Ồ, một ý tưởng tuyệt vời làm sao. Với bộ cánh to và khỏe kia, cậu dư sức để bay qua bầu trời bất cứ lúc nào mà. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi sẽ bay lên ngay lập tức. Ôi, mình mỏi quá. À! Con gà dại dột, bữa ăn ngon lành của ta đây rồi. Ta chỉ tân bốc mày thôi. Sự tân bốc luôn dễ dàng lừa được kẻ ngạo mạn hổm hỉnh như mày. Trời ơi, thế là chỉ vì tính ngạo mạn mà mình đã mắc mưu con cáo già này. Ta chỉ là con cáo đỏ, hôm nay ta bắt được con gà nhỏ. Tôi vừa được nghe một giọng ca thật là tuyệt vời. Nếu trước khi vào bụng anh mà được nghe lại một vài lần nữa thì tôi không còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Được, tao sẽ hát cho mày nghe lần cuối vậy. Ta là một con cáo đỏ, hôm nay ta bắt được con gà nhỏ.
Hay quá, hay quá. Thật là tuyệt. Hãy hát to hơn nữa đi anh Cáo. To nữa, to hơn nữa đi. Ta là một con cáo đỏ. Hôm nay ta bắt được con gà nhỏ. Con cáo kia, thả ra trống ra ngay. Ôi, chó, nguy to rồi. À, thì ra là mày dám lừa tao hát to lên để gọi chó kia tới hả? Ta chỉ tân bốc mày thôi. Sự tân bốc luôn dễ dàng lừa được kẻ ngạo mạn hõm hỉnh như mày. May quá, cậu chưa bị nó ăn thịt mất. Cảm ơn bạn, đây đúng là một bài học lớn cho tôi. Không bao giờ được tin những lời đường mật và tân bốc của kẻ gian. Từ nay, tôi sẽ không dám ngạo mạn, hõm hỉnh như thế nữa. Cậu bé bán nông sản. Thời tiết ở đây thật đẹp. Hôm nay hứa hẹn mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió đây. Dừng lại, dừng xe lại. Trời ơi, hai cháu có đau không? Phải cầm máu ngay. Làm thế nào bây giờ? Đừng lo, ta cũng là một người mẹ. Ta sẽ không làm hại hai cháu. Chúng ta cần đến bệnh viện. Vết thương của hai cháu khá nặng đấy. Chúng cháu đang mang số nông sản này ra chợ bán. Nếu bỏ ở đây mà đến bệnh viện thì sẽ hỏng mất. Ba mẹ sẽ khiển trách chúng cháu. Đây, coi như ta mua giúp các cháu số nông sản này. Chúng ta đến bệnh viện được chưa? Được ạ, cảm ơn cô ạ. Để ta đưa hai cháu về. Để an toàn, ta sẽ gọi một chiếc xe riêng, chứ không gọi taxi nữa. Cô thật tốt bụng quá. Vậy mau lên xe về nhà thôi. Bác Tài ơi, bác dừng xe lại một lát giúp cháu với. Đây đều là bạn của hai cháu à? Tại sao các cháu lại rủ hai bạn ấy lên xe chứ? Cháu cũng chỉ vừa mới biết các bạn ấy thôi ạ. Nhưng vì đây là lần đầu cháu được ngồi xe đẹp như vậy, xe còn rộng nữa, nên cháu muốn nhiều bạn khác cũng được ngồi trên xe ạ. Về đến nhà các cháu rồi, cô có việc nên đi trước nhé. Cô chờ một chút ạ. Tại sao cháu lại dùng tiền của mình để mua kem cho những bạn cháu chỉ mới vừa quen chứ? Ồ, vì cháu nghĩ một ngày nào đó các bạn nữ ấy cũng sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời như cô ạ. Ồ, chỉ một việc làm tốt của mình mà cậu bé cũng nhận thức sâu sắc được như vậy. Mình phải cố gắng làm nhiều việc tốt hơn mới được. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.